Ayo, xin chào anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Và hôm nay ngày thứ bảy thực sự là có một chút thời tiết mát mẻ và để mình có động lực đi một chuyến đi đến Hải Dương anh em ạ. Và trước khi đi xuống Hải Dương thì cũng quay cho anh em về những con chim nhà mình nhá. Nó sẽ như thế nào? Đây chính là cái khuôn viên ở khu vực sân nhà mình. Đấy, thì mình cũng vừa sáng ra mình cũng cho những con chim này một chút nước để tắm luôn. Đây là chim họ Ni nhé, còn con bên này là con Khiếu. Đấy, ngoài ra thì ở cái chuồng này, avi này là cái avi mà nuôi chim chóe than sinh sản này. Đấy, còn ở avi này, đấy đó chính là avi nuôi chim trào mào mọi người nhá. Đấy, avi nuôi chim trào mào sinh sản. Đấy, thì bây giờ nó cũng đã nở rồi. Đây quay cho mọi người xem cái vỏ trứng này. Đây là cái lứa thứ hai của mình trong năm nay. Đây mọi người nhá, đây là cái vỏ trứng chim trào mào. Đó, nó có màu nhài. Đây là cái lứa thứ hai của mình trong năm nay. Lứa trước thì mình cũng đã xuất rồi. Đấy, và đây cái avi này nó cũng nhỏ thôi, nó không có quá rộng đâu mọi người ạ. Đó. Đây mình có nuôi con gáy này. Ở đây thì mình cũng có ghép một con chim trào mào, một đôi chim trào mào nữa. Ngoài ra thì đây là cái avi to của mình. Nhà mình nuôi một số loại chim làm cảnh, cũng như là cây cối ở dưới nhà mình cũng có trồng nữa. Đó, thì ở ngoài này đó chính là cái khu vực mà đường ra vườn cũng như là bờ ao của nhà mình. Đấy, ở đây thì nhà mình có cả vườn, ao và chuồng. Đấy, thì ở khu vực ngoài này này thì đó chính là những con gà tre mọi người nhá. Đấy, mình có nuôi những con gà tre ở đây. Và cái chuồng này, khu vực này mình cũng mới cải tạo lại. Vậy nên là nhìn nó cũng tương đối là mới. Và cát thì cũng vừa mới đổ xong. Đó. Ở đây thì đó chính là những gà tre Bắc của mình và những gà tre lai chọi. Nhưng mà hiện nay mình đang nuôi những gà tre Bắc là chính anh em nhé. Đấy, còn ở ngoài này thì đó chính là một chiếc AV mà nhà mình cũng mới làm được khoảng tầm 2 tháng nay. Ở trong này có những chú chim gì thì mọi người cũng xem qua nhé. Ok, thì đây cũng là chiếc AV mới của nhà mình, làm diện tích khoảng tầm 10 m² và chiều cao cỡ khoảng tầm 2,3 m đến 2,5 m mọi người nhá. Đấy, thì cũng trong này mình nuôi một số dòng chim nho nhỏ để nuôi dòng chim ăn quả, cũng như là để trong cái không gian này một chút cây xanh sao cho nó tự nhiên nhất cũng như là đẹp nhất. Và bây giờ thì mình cũng sẽ triển luôn nhá. Hôm nay thời tiết ủng hộ như này rồi thì mình sẽ đi sớm luôn và quay cho mọi người về một trại có nổi tiếng ở Hải Dương rồi, và ở miền Bắc chắc khá nhiều người biết về trại công Trĩ giống này. Ngoài ra còn rất nhiều các loài khác nữa và rất là đặc biệt. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cùng cậu em mình đi luôn nhá. Hôm nay chuyến đi tương đối là dài, cỡ khoảng 1,5 tiếng thì mình sẽ đến nơi. Ok anh em. Ok, và xin chào anh em, mình đang có mặt tại gần khu vực Hải Dương rồi và cũng gần đến nhà người anh em đấy. Cách đấy khoảng tầm, chắc là nghĩ là khoảng tầm 10 cây nữa anh em ạ. Khoảng tầm 10 đến 15 cây nữa thì mình sẽ đến nơi. Đấy, hôm nay thời tiết nói chung là cũng tương đối là đẹp, không nắng mọi người ạ, và trời rất là râm. Và bây giờ anh em mình sẽ đi tiếp anh em nhé. Ok. Một cung đường cũng khá là ngoằn ngoèo ở trong khu vực này. Mình cũng vừa gọi call video ở Zalo thì chắc cũng quanh quanh đây thôi rồi. Đường ở đây thì đồng lúa mát ngát và khá là nhiều mọi người ạ. Ok, anh bảo là ở đoạn chỗ bãi Tha Ma. Đây là chỗ nào nhỉ? Bãi Tha Ma. Và có mấy cây dừa, khả năng cứ đi thẳng vào. Hỏi cô này một chút. Cô ơi, cô cho hỏi cái bãi Tha Ma ở đâu ạ? À, đi thẳng ạ, vâng, cháu cảm ơn nhá. Con cảm ơn ạ. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Đây là lần thứ 3 mình đến Hải Dương rồi. Lần trước thì đến nhà một ông anh gọi là có một cái AV khá to đấy. Lần này thì đến nhà một người anh em có một cái trại chim công giống rất là đẹp. Đấy, thì bây giờ là mình đang xem là ở chỗ nào chuẩn. Nó đi thẳng tiếp thì phải. À kia, khả năng kia kìa, sao này. Kia, kia kìa. Hình như cái trại công giống là ở cái kia kìa. Đấy. Có một cái dặn cây cau vua rất là to đấy. Bây giờ mình đang tìm cái đường vào. Khả năng đường vào đây chăng? Thì mình cũng vừa đi gọi là đi vòng đường kia mọi người ạ. Vòng đường kia thực sự là cũng hơi nhầm đường một chút. Đấy, mình nghĩ là nhìn thấy hàng cây ao vua này rồi. Đấy, mình không nghĩ là đi vào cái đường này. Bây giờ thì mình lại vừa copy video và quay lại đường này rồi. À đây, đang chạy mình đây. Wow. Chào bác ạ. Đây xung quanh là cái trại. Đây, khá nhiều. Mà cũng nhận là mát mẻ thật. Chó cắn không bác? À vâng vâng. Vâng. Chạy trên mình có xa không anh? Ngay đầu đường anh đi qua. À ngay đầu đường ạ. Anh có em có hộp bánh thiếu biếu các cháu. Vâng. Đâu em trẻ lắm anh ạ. Em 99. Thế anh em mình cũng sàn sàn như tuổi nhau thôi. Vâng. Trại mình công nhận là nhìn quy mô đẹp quá nhỉ. Hình như là trại mình trước là anh Quế anh lên rồi đúng không? À. Ok. Trại đẹp quá. Thế là một mình cai quản cả cái trại này ạ. À. Phần em mà mình thì trong 8 năm vừa rồi thì mình lại đầu tư ở mấy tỉnh ngoài nhiều nữa. Vâng vâng. Công nhận là không gian mình đẹp quá. Một không gian quá là mát mẻ. Ở đây không gian quá mát mẻ luôn. Hiện tại đấy mà ở đây đi ngoài đường với cả em vào đây em cũng cảm giác là một cảm giác khác vậy anh ạ. Wow. Cò trắng hả anh? Cái này là mình bắt ở ngoài tổ tự nhiên hả anh? Wow. À, trên này nếu mà mình nuôi cò ấy thì nó cũng sẽ là ở đây luôn hả anh? Hay nó có bay đi đâu không? À. Rồi rồi. Có nghĩa là anh muốn làm kiểu như hệ sinh thái luôn. Nó tự ăn rồi là tự phát triển. Wow. Ô thế còn lại là anh nuôi bằng gì đây? Ăn cá. Thế vì cũng phải tìm cá ở nó nhỉ. Ở đây em thấy anh có nhiều cái chậu này, không biết là anh trồng cây hay làm gì. À, còn sen đá nữa. Một cái ao nhỏ nhỏ ở giữa này cũng rất là hay. Cảm giác nhà có cái ao ở đây nó cũng mát hơn rất nhiều. Oh. Đây là cái không gian xung quanh của trại. Để chút nữa anh tới trong sân thì cũng nhờ anh là đi gọi là giới thiệu giúp em, chứ còn thực chất là công với chị em cũng không có tìm hiểu nhiều. Không gian đẹp quá. Thời tiết hôm nay cũng khá là mát mẻ, tuy nhiên là vào trong này chúng ta cảm thấy là nó cũng dịu hơn rất nhiều. Hàng dừa cực kỳ mát. Ở dưới này ao này mình có nuôi gì không anh? Cá sấu hỏa tiễn ạ? À? Chắc là tầm trưa nó mới lên phơi nắng này, hay là ồ. À vâng vâng. Em vừa cũng có nhìn thấy qua mấy con rùa tai đỏ rồi. Em thấy ở đây mô hình nào anh làm ra cũng có lồng ghép gọi là có kinh tế trong này. Ở dưới này có cả cá sấu hỏa tiễn em ạ. Mình cũng chưa nhìn thấy con cá sấu hỏa tiễn này bao giờ. Ồ, cái nhà này là cũng là đổi tiền công từ công của mình. À, trong nhà này thì hiện nay là có anh em nào ở không ạ? À, không gian đẹp quá, mát mẻ. À. Cái dòng Gemini này có vẻ như là em lần đầu tiên nghe thấy anh ạ. Ở Việt Nam hiện nay thì có nhiều người nuôi cái dòng này chưa anh? À, đa số mọi người đoàn một cảnh. Ô, cái màu sắc có vẻ nó cũng đẹp hơn đúng không? À, là sum. Lá, các loại lá. Màu nó đẹp hơn. Đẹp quá nhỉ. À, đây là cái size to nhất của nó chưa anh? Ừ, sắp đang sinh sản đấy. Ồ. Ôi, thế thì hay nhỉ. Chính ra bé này rất hay. Nó bé rồi. Wow. Mà nó đẹp ấy, cái màu sắc nó rất đẹp và nhìn nó sạch, nó không như là cái loại dê kia. Đúng rồi. Cái dê này thì giống chuẩn của nó là ở đâu anh? À, Thái Lan. Đẹp quá. À. Đây là công. Đây là con trắng ngũ sắc, à, con trắng với con mái ngũ sắc. À, công trắng và mái ngũ sắc. Ừ. Con này thì ăn dây lông rồi. Nó mở cái cắt dưới nhà mình thì các bạn. Các bạn là những người tàn tệ. Ôi mà chuồng trại cho mình mát đấy nhỉ? Ừ. Vào trong này mát. Không, chuồng trại thì cơ bản có mát ngoài nhiều. Vâng, mát hơn ngoài nhiều thật. Mát cả nhà mình ngồi. Mà nó thông thoáng ấy. Rồi, thế cái này mùa đông mình có phải mùa đông bắt đầu mình mới hạ bạt thôi. À, hạ bạt rồi. Mùa đông là mùa hè bỏ. Vâng vâng. Mùa hè con chim nữa. Thoáng mát, công nhận. Thì ví dụ như cái cặp công này thì giá khoảng bao nhiêu anh? À, 40 đến 45 triệu cặp này. Ok. Đây là công má vàng anh. Bắt buộc có giấy phép mới được nuôi. Đây là công má vàng anh. Con này nó đẹp. Có thì được con nào đẹp nữa không? Nó đẹp thì em thấy là nó cũng như các loài chim loài khác như thế, cũng như con khác thì cái form của nó là form. Em nhìn cái cổ nó so tất cả các đồng khác đó. So với đồng công kia, chân nó cao. Chân nó cao. Con này mình cưỡi khoảng 3 năm chứ anh? 4 năm. Tại vì em nhìn em chơi gà nhiều nên mình cái cựa này thì có vẻ như là nó cũng tương đối là già. Em xuống nhanh luận nó cũng đâm lên mấy cái. Đấy, anh choăn vào những cái hộp này, nhà rất là sạch. Mà nhìn nó đẹp nữa. cũng má vàng. Đây cũng toàn là má vàng hết đúng không? Em thấy má vàng chính ra loại là cái loài đẹp nhất ấy. Nhìn màu sắc với cả các thứ. Em theo em nhìn thấy là cái má vàng này nhìn nó rất là đẹp. Đường cổ đẹp nhỉ. Bọn này đang thay lông hết rồi. Đẹp quá. Đây là những con công mái anh. Ô, ví dụ như công trống thì em nhìn con nào là công trống anh? Không. Con nào có màu mà. Thì cái đuôi có vẻ như là nó óng hơn đúng không? À, con đầu góc bên này. Lông nó đuôi dài ra, lông nó đang dài hơn cả lông đuôi. À, dạ vâng. Còn nó ví dụ những con này không phải, con này nó mái này. Một mái, hai mái. Ok. Mái. Tất cả bọn này tí bổ vào quả bạn đi cầm ăn bầm. Dạ. Ồ, con bạch này. Con bạch này cũng giống con bạch ở ngay đầu đúng không anh? Đúng. Nhưng mà cái màu con này có vẻ như là em thấy nó đẹp hơn. Đó là con này nó vẫn đang đạp mái nữa. À. Nó đạp xong rồi nó rũ lông rồi. Những con này cơ bản là rũ hết lông rồi, tại vì rũ lông mình làm chim cơ bản thôi. À, làm chim tiêu bản ạ. Ừ, đúng rồi. Rũ lông là chim tiêu bản hết rồi. Dưới này Trĩ Bảy Màu hơn 1 năm. Trĩ Bảy Màu. Con này đang hay lông. Mấy đàn này thì không đẹp. Khu vực chuồng trại nói chung là rất là đẹp. Tới chuồng này thì qua vụ này bây giờ làm toàn bộ thành AV nha, này em thả hết. À, AV có nghĩa là thành khuôn này luôn ạ. Thành khuôn này luôn. Ô, thế bây giờ cái cây này thì mình sẽ ôm nó luôn ạ. Mình để nguyên đấy. Mình chỉ ôm. À rồi, em hiểu. Đợi bao nhiêu năm nay đến bây giờ nó mới thoát ra để làm. À, có nghĩa là mình muốn cái chiều cao nó như là mong muốn. Rồi, ok anh. Nhưng mà cái chuồng này mình cũng làm bằng những cái chuồng này anh, thời gian làm ấy. Hay là mình làm sao? Làm cùng luôn đấy. Ồ. Làm cùng nhưng mà nghĩ là đợi đến bây giờ mới có thể sắp tới có cơ hội. Em cứ ngỡ là trước là cái khoảng này khoảng trống anh, cái chuồng anh mới làm. Nhưng mà em lại nhìn trên mái thì nó nhìn nó rêu là như nhau rồi. Phần mái nó rêu như nhau thì là làm trước, làm cùng. Một cái chuồng này riêng tiền công họ làm nó mất mấy triệu tiền công. Vâng. Cắt từng tí ngói, để cắt từng mẫu, nó vát đúng không anh? Nó vát. Ô, thế cái chuồng này là trước là mình nuôi gì anh? Đây là chuồng sàn để nuôi chim công non tới ra. À, chim công non. Chuồng sàn này thường là nó sẽ sạch sẽ hơn đúng không anh nhỉ? Nó không bị bết ở dưới cát. Ok, những con Trĩ ốm thì sẽ phải tách ra đây, không sẽ bị lây. Ô, gà gì anh? Đây là con gà clip, người nó tròn như quả bóng ấy. Đây là cái xanh nó đang còn nhỏ. Wow. Tí bạn lên chạy trên xem. Nhưng mà cái gà này bây giờ em mới nghe đến đầu tiên. Đúng rồi, gà này có của Pháp, người nó tròn xe như quả bóng. Của Pháp ạ. Đúng rồi, người tròn xe của đây mình bảo. Em thì em lại rất thích khoái gà. Người tròn xe của. Ồ, nhìn nó khá là giống khô samo nhỉ? Đúng rồi. Mắt mình nhìn mắt nó tròn xe. Tí bạn lên chạy trên. Cái mã lông nó cũng đẹp. Mã lông ôm mà cùn. Tí bạn lên chạy trên bạn. Ok anh. Cái loại này thì bây giờ là cái giống nó có cao anh? Hơn 6 triệu một cặp. Wow. Wow. Ôi, con vâng. Gà lôi trắng. Đẹp quá. Gà lôi này không phải ở trại Lào cũng có thể nuôi được đâu. Sơ phát là nguy hiểm. Ok anh. Dạ vâng. Anh cũng tên Đạt ạ? Vâng, em cũng tên là Đạt. Thì anh Đạt thì hơn mình có 1 tuổi thôi, nhưng mà đã thành công rồi. À, Trĩ Vàng đã rất thành công trong cái lĩnh vực này. À, 7 màu vàng, 7 màu đỏ, 7 màu xanh. Ok anh, cái thì em cũng hình dung ra rồi. Thì em hay nhìn thấy là bọn 7 màu đỏ với xanh thôi. Đây là đỏ hay vàng anh? Đỏ rồi đúng không? Đỏ cái màu sắc nó cũng đậm hơn và nhìn khác. À, con chó ra đây là chim sợ. Đẹp quá nhỉ. Wow. Mà em thấy lông lá nó rất là mượt nhá. Mà để ý nhiều cơ, dưới đây Trĩ Bảy Màu rất nhiều màu khác nhau nhá. Vâng. Cùng là đỏ nhau khác nhau ấy, tại vì nó nai màu khác nhau, nó nai được đỏ. Bạn nhìn nó giống đỏ nhưng mà con bên này cườm trên lưng nó khác này. À, cườm trên lưng ạ? Cườm trên lưng khác, con kia đến con kia là cổ màu trắng này. Cổ cườm màu trắng. À, con này cầm trên lưng hình như nó màu xanh hơn ạ, hay là đúng không anh? Đúng rồi. À rồi. Con là nó xanh hơn. Nhưng mà hiếm mà cái chỗ nào mà nuôi chim em thấy là lông lá mượt như này ở đây. Rất hiếm. Con này cái lông wow, đúng rồi, cái lông cườm nó màu tươi hơn. Cái này mà tầm 3 giờ chiều nó đi quay cái cảnh chĩ nó đẻ, nó đẻ xem bình thường. Ồ, có nghĩa là 3 giờ chiều nó mới đẻ ạ, chĩ ạ. Ôi, những cặp này của anh là cứ một trống hai mái là chuẩn nhất. Có nghĩa là những con mái này mình cũng đã chọn lọc lâu năm rồi đúng không? Đâu, con này mới được có gần 2 năm. Gần 2 năm. Con trống đấy cũng có tên là con trống rất đẹp con này. Wow. Và công nhận là em đi tham quan nhiều trại chĩ rồi ấy, nhưng mà trại mình em thấy là cái chĩ nó lông lá nó mượt quá anh ạ. Và màu sắc nó tươi. Nó có vẻ như là bóng. Cái này rất là không bao giờ bị, tức là dưới mình cứ làm vừa đủ ánh sáng, không ô nhiễm ánh sáng. À, nuôi chim bị một cái là cái ô nhiễm ánh sáng ấy. À, cũng bị ô nhiễm ánh sáng nữa. Ô nhiễm ánh sáng rất khi nắng nhiều quá, lông nó vừa hỏng màu quá, nó từ mổ lẫn nhau nó bị sơ đúng không? Rồi. Con này cái phần ngực có vẻ nó đỏ hơn đúng không anh? Đúng rồi. Con đấy là... Phải là em nhìn thấy nó phần nó lôi. Con này con nó hẳn luôn này. Con này phần ngực nó đỏ rực. Đấy, con này nó đẹp hẳn, con này nó rất hẳn luôn này. Con này ạ. Cổ cườm nó tròn này. Nó tròn gần vo luôn rồi đấy. À, cổ cườm tròn. À rồi, như cái ô luôn, đúng thật. Nó xoay như ô rồi. Ồ, công nhận đẹp thật. Thế thường là cái chĩ bảy màu đỏ này với cả xanh thì con nào nó có giá hơn anh? Con xanh có giá trị hơn. À, xanh sinh sản nó kém. À, nó khó hơn thì nó cũng sẽ. Thế nhưng mà sao em lại thấy anh nuôi cũng toàn là đỏ đây? Xanh anh không nuôi à? Xanh thì mình không để trại này. À, xanh anh không để trại này. Đây là vàng đúng không? Vàng thì cái màu lông của nó cứ nhờ. À, cũng đắt hơn. Wow. Thế có nghĩa là mình cũng thả luôn cả ra cái là chuồng này là chuồng thả công non đang chuẩn bị ở trong đàn, trong chuồng ra chưa? Ôi, đã sẵn sàng hết rồi. Công chí là thả hết rồi. Wow. Đây là anh trồng cây ăn quả luôn. Công nhận là đã gọi là đã tính toán hết rồi, mọi sự đã chuẩn bị hết rồi. Công chí ở đấy nó chơi đấy nhưng mà đà điểu, tại vì là một đà điểu nó ra. Thế còn là ở đây là cũng là cái chuồng mà mình tới này. Chuồng là bởi vì thả công nên đây thì công ra là sau. À. Wow, gần 1000 con mọi người ạ. Ô, đây là vịt gì đây anh? À, ngan xanh. Cũng toàn là những cái dòng chim cảnh. Thực sự là ít gặp. À, trong anh cũng đúc được à? Vâng, cái này mình cũng nuôi được. Đây, những con ngan xanh. Ok, em chỉ sợ nó bay ra. Thì bọn này mình không cho nó bơi lội hay là... Con bé hay quá nhỉ. Mà anh công nhận là nuôi toàn là hàng độc lạ cả, đặc biệt thật. Ngan này cỡ to nó như nào? 3 cân. Đấy, hai anh em mình như đã đi dọn về rồi sao đấy. Wow, đây là đà điểu ạ. Đó lắm, tức là mỗi tháng nó còn lên được khoảng chục cân. Từ bây giờ trở đi mỗi tháng lên được khoảng chục cân rồi. Ủa, nhưng mà đây là đà điểu. Đây là điểu thường mình, là điểu Nam Phi. Nam Phi rồi. Nhưng mà lúc bé nhìn nó cũng hài. Lúc bé nhìn nó hài. Lông nó như là con nhím vậy. Bắt kia vào bế thử mà xem. Mắt nó đẹp cực luôn, mắt là điểu nó đẹp lắm em. Thử vào bế đi. Anh quay anh bế. Vào bế đi. Em quay cho. Vào bế đi anh. Bắt nó đẹp lắm. Vâng. Chân nó đẹp nhỉ, chân nó cũng lạ. Bạn nhìn cái mắt, quay gần cái mắt nó đẹp, bạn cũng zoom thử lên, cái mắt nó đẹp không? Wow, cùng cái mắt nó nhìn nó trong đúng không? Vâng, cái lông mày, lông bi đó. Đúng rồi, lông bi rồi. Đấy, nhiều nhỉ. Đẹp thật. Đây là 3 cùng một đàn luôn ạ. 4 con này của 2 đàn, phải bán gần hết rồi. À, 2 đàn. Vâng. Bán hết rồi. Mấy con. Ok anh, đây thức ăn của nó cũng là bèo đúng không? Nó chỉ có bèo với cám. Bèo với cám. Ăn nhầy cũng dễ hơn gà. Nó chỉ ăn đầu, cá Wow, một đàn vịt hình như các cậu vừa mang đến rồi đúng không? Đây là cũng nở được khoảng, chắc em nghĩ là nhìn khoảng tầm 2 tuần rồi. 2 tuần đúng không? Tại vì mình nuôi gà nhiều, nhìn qua mình cũng đoán đoán được cái tầm tuổi. Tầm tuổi của các con. Wow. Đây là chú. À. Rồi, tất cả đều phải vệ sinh bằng vôi bột hết. Ở đây là công. Công với Trĩ, ở đây công Trĩ, còn lại là công Trĩ con thì ở trong nhà nữa. Trong đây nữa. Vâng vâng. Cái này thì vừa chuyển hết lên trại tranh nữa. Đây không còn nhiều. Vâng vâng. Đấy, cái chỗ úm này cũng bằng mái ngói luôn. Đấy, tách riêng ra. Đây là cung gầy cá này. À. Là cái dòng mà vừa nãy ở kia ạ. Không, đây là con gà tre Ruscom nha, con này nó đẹp. Con này nó chỉ có một đen tuyền thôi. Má nó trắng. À thì em biết rồi, cái màu nó như là màu hoa hồng đúng không? Đúng rồi. Rồi Ruscom. Có nghĩa là cái loại này em cũng đã nhìn qua rồi. Cá. Ở đây thì anh cũng nuôi nhiều loại phết nhỉ. Không chỉ một loại mà gà qué cũng rất là nhiều. Cái dòng gà ở Pháp kia thì em thấy là có vẻ như là tiềm năng. Vâng. Wow. Vâng. À, ở trong này mình cũng có. À, công này có mới rồi. Cái này mình ấp bằng máy hết này. À. Công bé này thường là mình xuất ra bao tiền một con này? 5 triệu một cặp. À. Bên này cũng là công hay là Trĩ ấy? Trĩ đúng không? Đấy, cái màu lông thì nó vằn vằn khác. Đây công áo vàng. Đây là công Trĩ. Đây là con này thì nó đàn này hiện tại giờ nó rơi hơn chục triệu, 20 triệu một con công. Đây công silver này, công đột biến. Công silver à, nó màu xám bạc bạc đấy ạ. Không, nó vừa xám bạc bạc nó cũng điểm xanh dương óng. À, có cả một điểm xanh dương óng ở cổ đó. Đẹp quá nhỉ. Khu nuôi. Mà nhìn khu nào ra khu đấy nhanh nhá. Rất là quy mô. Ô, thế bây giờ là mình kiếm cá ở đâu cho nó anh? À. Ô, nó tự mổ luôn này. Mát nhỉ, rồi mát. Cò. À, cái cô này là mình bắt ở trên trại ở Ninh Bình ạ? Hay là... trại Hải Phòng. Dưới Hải Phòng. Như này mà như là các chim non khác thì nó vẫn chưa biết mổ đâu. Cò là từ bé biết mổ. Tầm này nó neo cây mà. Ôi. Nó không bay mà nó neo rồi. Tầm này thả lên nó neo mất tích luôn. Ô, con này ở dưới này cũng là cò anh. Đấy, cò. Con này cứng hơn thì phải. Ôi, nó bay neo mất tích. Lông lá bắt đầu ra rồi. Bắt đầu lông ống. Con này là có trắng thôi chứ. Đợt tới đây mà cò thả đây nữa thì đẹp lắm. Thế cò này đợt trước anh đã có suy nghĩ là thả đây chưa? Đợt trước đã thả lần nào chưa? Đợt trước ngày xưa mình nuôi rồi mà. À, bây giờ mới nuôi thả. Con này đấy. trên luôn. Ô, cái dừa này em tưởng là mình trồng ở đất này thì nó sẽ không lên quả nhé, nó vẫn lên à? 100 quả. Thế mình cũng có thu hoạch không anh? Vâng. Em vào đây em thấy học hỏi được cái mô hình chuồng của anh. Thế này mình làm được tất cả bạn lên trái phía của tôi mình chuyên tận dụng. Tức mình làm nắng, cũng xây vào tường, mình xây vào tường rất cẩn thận cho nó nhà với mái để bức. Rồi. Nó không cần cái nắng tây chiều tiên, chỉ cần nắng buổi sáng, tất cả chim ở đây là buổi sáng nắng và chiều không có tí nắng cả. Từ 12 giờ trưa bạn trở đi và không nhìn một cái nắng nào vào thì chim mát, cực kỳ mát luôn, vào đây lịm người. Vâng, vâng. Nói chung anh cũng đã nghiên cứu kỹ rồi. Đây, đây, đây. Đây, khu vực Panama và đây này là chỗ canh sống. Đấy. Công nhận là cái trại công ở Trĩ công nhận là đẳng cấp mọi người ạ. Không chỉ công với Trĩ mà còn các loại khác mình thấy nó cũng rất là đẳng cấp. Cả cái loại gà mà gà ở Pháp mình chưa nghe thấy bao giờ thì hôm nay mới được chiêm ngưỡng đây. Bây giờ đi lên trại trên cũng có một số cái dòng đấy thì mình lên xem thế nào. Có khi là về nhà mình cũng sẽ là có thể là mình sẽ cái mô hình nuôi gà đấy. Đây, hình như ở đây rồi, mình nhìn thấy những cái mái như này rất là quen thuộc. Wow. Vâng, vâng. Vâng, em chào anh ạ. Thật ra là mình mê quá. Vâng anh.